chào các bạn đã đến với channel của Ngọt. Thì ngày hôm nay Ngọt sẽ review cho các bạn biết một cái sản phẩm rất là đắt giá và được nhiều các bạn nữ yêu thích. Đồng thời là một cái loại gọi là Ngọt nghĩ sao cái giá thì hơi là chát so với hiện tại với các bạn nữ. Đó chính là dòng son dưỡng môi. Nhưng mà nếu mà để đầu tư cho mình một dòng một thỏi son dưỡng môi thật là xịn sò và hàng chất lượng cao luôn. Đồng thời là về yêu thích về thương hiệu nữa thì Ngọt nên khuyên chân thành là các bạn nên đài và để sở hữu cho mình. Ít nhất mỗi bạn nên từng sở hữu và từng xài một lần để mình biết cái cảm nhận cái dòng sản phẩm Dior nó như thế nào nha các bạn. Đây, Ngọt cũng rất là mê em này đã từ rất lâu rồi, nhưng mà nói thật ra giá rất là chát hiện tại bên trên. Theo Ngọt biết đấy nha, là trong các serum mà các shop á, lớn người ta bán cái dòng sản phẩm này á, là 1.399.000 một thỏi. Đây. Và shop Ngọt thì hiện tại bây giờ cũng cố gắng gọi là mạnh dạn hết sức để ring vài em về phục vụ cho khách, tại vì nhiều khách của Ngọt á, cũng có ghé và hỏi dòng Dior cao cấp này, nhưng mà Ngọt nghĩ là cũng có rất nhiều bạn chưa từng sở hữu và chưa biết chất lượng ra sao, thì ngày hôm nay Ngọt sẽ cố gắng cho các bạn tham khảo. Hôm nay Ngọt để mặt mộc một phần đó là Ngọt muốn test cái dòng son để da môi thật luôn, để Ngọt muốn test cho các bạn tham khảo thêm cái dòng màu son của Dior, dòng nổi trội nhất hiện nay. Nó có rất là nhiều tông màu, hồng cam, hồng đậm của và có cái loại có nhũ và không có nhũ. Thì Ngọt chỉ review và lấy cái sản phẩm bán chạy nhất hiện nay, đó chính là dòng màu lip Vitro dòng 001 nha mọi người. Đây, bây giờ Ngọt sẽ quay cận cảnh và chi tiết cho các bạn tham khảo. Thứ nhất là các bạn sẽ tham khảo về dòng son này, về mẫu mã bao bì. Thứ hai á, là Ngọt muốn cái biết cái chất son khi mà mình lên môi nó như thế nào, và đặc biệt nó lên cái da tông da môi của mình. Thì mỗi một cái dòng son dưỡng á, thường là nó sẽ hoàn toàn khác hơn so với son màu. Thì chênh lệch môi á các bạn, màu môi của son dưỡng nó lên mỗi người một cái da môi khác nhau, cho nên cái phần này Ngọt test ra thì nó dạng như tương đối thôi, cho các bạn tham khảo nha mọi người. Ngọt sẽ cố gắng hết sức để mà một cách test một cách khách quan và về cái sản phẩm son Dior Lip Pro này một cách gọi là thật nhất có thể nha mọi người. Không phải là Ngọt bán mà Ngọt làm review lúc cái gì nó cũng tốt, nhưng mà thật sự ra cái sản phẩm này rất nổi tiếng, cho nên không chỉ riêng Ngọt làm mà test cái sản phẩm này đâu, cho nên mọi người cứ từ từ tham khảo thêm nha. Bây giờ Ngọt sẽ zoom lại và cho các bạn tham khảo về cái bao bì này, và đồng thời á là Ngọt muốn cho các bạn tham khảo thật là kỹ, vì hiện tại bây giờ cái dòng son dưỡng môi Dior này nó có nhái rất là nhiều. Sản phẩm của Ngọt là bán thật 100%, cho nên Ngọt mới dám làm clip để up lên YouTube, cho nên các bạn là tham khảo thêm nha. Bây giờ Ngọt sẽ zoom lại liền, không mất thời gian của các bạn nữa. Đây, bây giờ Ngọt sẽ zoom lại rồi và cho các bạn tham khảo về cái bao bì. Cái vỏ nó dạng giống như cái kiến các bạn, lấp lánh lắm. Đây, đó, các bạn tham khảo thật là kỹ giúp Ngọt nha, chi tiết luôn. Tại vì hàng nhái bây giờ nó cũng rất là tinh vi á các bạn. Nhưng mà Ngọt đảm bảo với các bạn là hàng này là hàng cao cấp, cho nên là dù nó có nhái cỡ nào á thì các khi các bạn coi clip của Ngọt ấy, các bạn sẽ phân biệt liền hàng thật hàng nhái, không cần phải so sánh hai cây đâu. Đó. Đây là Ngọt mở ra nha mọi người. Wow, đúng là rất là chắc tay và đẹp luôn. Cái bảng son của Ngọt đó là màu 001, màu hot nhất hiện nay và rất dễ sử dụng, bất cứ ai cũng sử dụng được. Đúng là hàng xịn cho khác mọi người nè. Cái chỗ này khi mà mình rờ lên tay các bạn là cái gờ nổ nha, chữ nổ nha các bạn. Rất là chắc tay luôn. Trời ơi, đẹp vô cùng. Nó là dạng nhựa trong nha mọi người. Cái quan trọng nhất là đây, cái số màu son này mọi người. Lớp bạc rất là xịn luôn.
ngọt sẽ cố gắng chậm nhất có thể. Đây các bạn có thể. Rồi cái chất son màu hồng quá baby luôn mọi người ơi. Baby vô cùng luôn. Rồi bây giờ Ngọc sẽ test lên môi cho các bạn tham khảo. À, trước khi test lên môi Ngọc cũng muốn test lên tay của mình để các bạn tham khảo rõ nhất nha. Đây, rất là mướt nha cả nhà. Nó không quá bóng đâu. Nên da tay của Ngọc thì hơi hồng hồng nhẹ, tại vì cái chất màu son của nó là hồng tệp cho da môi của mình thật là tự nhiên. Bạn thấy không, nó hơi hồng hồng, ánh hồng một chút xíu thôi à. À, hồi nãy Ngọc có zoom lại để cho các bạn tham khảo thêm về cái chất son rõ trên tay và bao bì của sản phẩm son Dior Lipstick nè, Lip Brow nha các bạn. Trời ơi, nó thơm lắm các bạn ơi. Cái mùi thơm kiểu như là mùi bạc hà, có một chút tươi mát của bạc hà và thơm dịu nhẹ giống như là mùi cây cỏ ấy các bạn. Rất là thơm và trên cả tuyệt vời, mọi người rất là mịn. Lên tay Ngọt thì rất là mịn nhưng mà không biết là lên môi như thế nào. Bây giờ Ngọt sẽ test lên môi cho các bạn tham khảo luôn nha. Còn cái chất son của nó khi lên môi Ngọt như thế nào. Đây, trời ơi, nhìn đúng đáng đồng tiền luôn mọi người. Ngọt nghĩ là sau cái clip này chắc chắn Ngọt sẽ lấy liền một cây này để xài hoài luôn. Có những bạn đang Ngọt là tham khảo thêm á các bạn, xài đã xài một lần rồi là chắc chắn sẽ không bỏ và mê cái sản phẩm này lắm luôn. Đúng là hao thiệt luôn, là phụ nữ cái gì cũng hao các bạn. Đây, bây giờ Ngọt sẽ test lên môi nha. Lại có khách chờ Ngọt chút nha. Đó, Ngọt mới test một lớp son mỏng lên trên môi của Ngọt, rất là mịn các bạn. Mà cảm giác nó tươi mát trên môi lắm kìa. Nó hơi thoang thoảng mùi bạc hà. Ôi mẹ đây, thoang thoảng mùi bạc hà cho nên là rất là đã và thích. Ngọt thật sự luôn. Trời ơi, hỏi tại sao mà nó không thể nào mà không hot như vậy nha các bạn. À, nếu như các bạn nào mà mê dòng son dưỡng môi mà muốn tạo cho mình một son đúng đảm bảo chất lượng luôn thì nên xài son Dior Lip Balm này, màu 001 nha các bạn. Màu 01 là hot nhất và dễ xài nhất. Nó tạo cho mình cái cảm giác rất là tự nhiên ở trên môi. Và đặc biệt là sản phẩm này nó là giống như dạng một lớp dưỡng son lót của khi mà mình xài các loại son màu khác nhau thì nó bảo vệ cho son môi của mình. Thật sự rất là mịn và không có những cái da chết môi á, nó vẩy lên á, làm hằn lên những cái đường rãnh môi. Cho nên tốt nhất là son dưỡng môi nào cũng tạo cho mình cái cảm giác dưỡng môi mềm mịn. Nhưng mà khi dòng cao cấp mà xuất hiện lên như thế này á, Ngọt đảm bảo là mê tít luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, Ngọt quên nói điều quan trọng nhất là hàng Dior xuất xứ từ Pháp nha các bạn. Đó, nói liên thuyền hồi là Ngọt quên à. Xuất xứ từ Pháp và đặc biệt có nhiều bạn á, hay hỏi Ngọt là tại vì nó là hàng sách tay. Có nhiều bạn lấy ở Mỹ thì hay nói là hàng sách tay của Mỹ, nhưng bản chất của Dior là xuất xứ từ Pháp, thương hiệu của Pháp nha các bạn. Đồng thời á, là sản phẩm này Ngọt nghĩ là không nên bỏ qua, thật sự luôn á. Quá hấp dẫn luôn này, mà cái thỏi son quá đẹp luôn các bạn ơi. Mê lắm, rất là mê luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái clip son dưỡng môi. Nếu như bạn nào muốn biết tham khảo thêm dòng sản phẩm son dưỡng môi Dior Lip Brow này thì hãy vô trong trang Facebook của Ngọt, Trần Thị Bích Ngọt không giấu, hoặc là vô trang shop Ngọt để tham khảo về công dụng và về giá cả luôn. Đảm bảo giá rất là ok luôn nha. Ngọt bán là giá siêu bình dân luôn so với dòng sản phẩm son dưỡng môi này. Ngọt chia sẻ với những bạn nữ thôi, chứ còn nếu mà để kinh doanh cái sản phẩm này thì Ngọt thấy là giá quá chát, cho nên Ngọt không dám để lấy về bán lâu dài đâu. Có một chút thì Ngọt chia sẻ với các bạn nữ thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi clip của Ngọt. Đừng quên like và subscribe đăng ký kênh Ngọt Vlog để ủng hộ cho Ngọt ra những cái clip sau để phục vụ các bạn nhiều hơn. Hẹn bye bye. Để giúp nha, Ngọt lên 1000 sub. Nói thêm một chút xíu tại ông chồng đây ông nhắc. Thật sự ra cày rất là lâu rồi, nhưng mà để nói mà lết lên cái từ cái số subscribe 1000 thì rất là khó. Nhưng mà nếu như Ngọt có khả năng lên được 1000 sub thì chắc chắn Ngọt sẽ mở ra một
đã đầu tư một ít quà để tặng cho các bạn. Và các bạn nào thường xuyên là gọi là like tương tác với Ngọt trên YouTube, tại vì ở trên bình luận đó Ngọt sẽ cố gắng hết sức để mà trả lời những cái mà các bạn thắc mắc ở trên đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. She makes a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Su casa. Oh baby, when you talk like that.